Đối với người Việt Nam, từ lâu tỏi đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh việc nấu chín, ăn tỏi sống còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Giảm mỡ máu cao bằng tỏi là phương pháp đơn giản không thể bỏ qua. Tỏi làm giảm triglyceride và cholesterol xấu, đồng thời tỏi làm tăng hàm lượng cholesterol tốt trong máu. Nhờ đó giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa các bệnh do mỡ máu cao như xơ cứng mạch vành, động mạch não ngoại vi. Mỗi ngày ăn từ 2-3 tép tỏi hoặc kết hợp với nước chanh, ngâm rượu, xay nhuyễn sẽ làm tăng công dụng điều trị mỡ máu cao cho người bệnh. Nói đến tác dụng khi ăn tỏi sống với sức khỏe, chúng ta không thể quên vai trò giúp hạ huyết áp của loại củ này. Các loại hoạt chất trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp gần giống như các loại thuốc chuyên dùng được dùng điều trị cao huyết áp. Đặc biệt, allicin có trong tỏi là đảm nhận tốt nhất vai trò ấy. Vì thế muốn trị cao huyết áp thì ăn tỏi sống mỗi ngày cũng là một cách rất hiệu quả. Trong củ tỏi có chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại các thiệt hại do oxy hóa gây ra. Ăn tỏi sống giúp tăng cường enzyme chống oxy hóa ở người cao tuổi và giúp giảm stress oxy hóa ở người bị cao huyết áp. Nếu muốn phòng ngừa các bệnh liên quan đến yếu tố tuổi tác, không nên bỏ qua loại củ này.